và em xin giới thiệu cho các anh chị bộ nút bọc vải hai lỗ mà mình không không phải đục lỗ bằng nó cho đục lỗ sẵn nhé. Đây là cái thành phẩm của nó. À. Mình bọc bọc cái là mình sẽ hoàn thành luôn rồi nhé. Đây là cái phôi phôi của nó này. Đấy. Phôi này mình bọc vào hai cái này này không? Bọc vào nhau này. Đó. Giờ mình sẽ làm thử nhé. Cái vải mình cắt sẵn này, đặt vào cái cố này. Đó. Đây là cái phôi này, cái phôi mà cái lỗ có lỗ to này, tròn này mình đặt vào đây. Rồi cái bên mà mình đã đục hai lỗ sẵn này này, đây là cái phôi này là mình đục sẵn này đấy. Đó. Cho vào ngửa lên đây, rồi úp cái này lên, rồi mình đưa vào máy. Đó đây, cái sản phẩm của nó ra đây, nó đã có hai cái lỗ luôn rồi nhá. Mình về mình cứ thế là mình bọc xong cái nào ok luôn, mà khâu qua bên này, cái nút này nó là nút dẹt. Đó. Bên mình có bán sẵn phôi là loại này rồi nhé. Đây phôi của nó đây. Cái thành phẩm của nó là đã có lỗ bọc cái nào có lỗ sẵn luôn, chỉ việc sử dụng thôi nhé. Đây là bộ cháy cối của nó. Và video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.